mấy chị có thể liên hệ qua cho em qua số điện thoại là 0355 828 057. Rất là nhiều mùi mà ví dụ như chị nào thích những cái mùi mà sexy, hay là những cái mùi dễ chịu, hay là mùi hương gió biển, hay là những cái mùi phổ phách, hay là những cái mùi sang sang ấy, thì hãy inbox cho em hoặc là gọi cho em là em ơi chị muốn mua một cái chai nước hoa Victoria sexy mùi hương nồng nàn, hoặc là mùi hương nồng thắm, hoặc là mùi hương nguyên rũ, hay là mùi hương sang trọng, thì mấy chị nói rõ cho em để em lấy chuẩn cái mùi hương mà mấy chị đang yêu cầu nha. Rất là nhiều mùi em không thể làm em quay hết được, tại vì ở trên này thì em mở được vài chai thôi, nên chị nào cần mua những cái dòng nước hoa mà ở Victoria này nhá, Body, thì hãy liên hệ cho em. Và khi mà mấy chị xem cái video này thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh em để xem thêm rất là nhiều sản phẩm hot, cũng như là những sản phẩm đạt chất lượng cao và đặc biệt là hàng công ty hoặc là những cái hàng nhập khẩu chính hãng nha. Bây giờ sẽ kết thúc video này, cảm ơn mọi người rất là nhiều và bye bye mọi người nha. Chúc mọi người luôn luôn thành công và luôn luôn xinh đẹp. Bye bye mọi người.